7 kỳ quan thế giới, bạn biết hết chưa? Nếu chưa biết, bạn nên dành cho mình ít ngày để đến thăm một kỳ quan đang rất gần với bạn. Đó là kỳ quan Đế Thiên Đế Thích của Vương quốc Campuchia, nơi có đến 250 km đường biên giới giáp Việt Nam. Lãnh thổ của Vương quốc Campuchia rộng 181.040 km2, dân số hiện nay là 11.420.000 người. Nam Giang là thủ đô của Campuchia với gần 1 triệu dân. Tính đến tháng 7 1998, số dân ở thủ đô là 997.986 người. 97% người dân Campuchia theo đạo Phật, số còn lại theo đạo Hồi, Thiên Chúa. Dân tộc Khmer chiếm đa số, kế đến là người Hoa, người Việt, người Chăm và một ít dân tộc thiểu số ở khu vực phía bắc Campuchia giáp với Lào. Người dân Campuchia sử dụng tiếng Khmer làm ngôn ngữ giao tiếp phổ thông. Tiếng Anh và Pháp là ngôn ngữ thứ hai được sử dụng khá phổ biến. Campuchia thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, nhưng một năm cũng có đến 4 mùa. Từ tháng 11 đến tháng 2 là mùa lạnh và khô. Tháng 3 đến 5 là mùa nóng và khô. Tháng 6 đến tháng 8 không khí nóng và ẩm ướt. Tháng 9 đến tháng 10 lại là mùa lạnh và ẩm ướt. Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 6 giờ 30 sáng theo quốc lộ 22A hướng về phía Tây Ninh. Bạn sẽ đến Trảng Bàng chừng 1 tiếng đồng hồ. Tại đây, bạn có thể khởi đầu chuyến du lịch của mình bằng buổi ăn sáng với món đặc sản bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo luộc của xứ Trảng Bàng. Sau đó đến Gò Dầu, bạn phải rẽ trái theo quốc lộ 22B, vượt sông Dàm Cỏ Đông, hướng về khẩu quốc tế Mộc Bài, cách Gò Dầu chừng 10 cây số. Hiện nay, tại khu cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cũng đang tiến hành xây dựng khu thương mại quốc tế. Thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh ở biên giới khá dễ dàng. Ở phía Việt Nam, bạn có thể tự khai tờ khai hải quan, nhưng sang bên Campuchia, ngoại trừ dân ba lô chính gốc, thì phần lớn du khách người Việt lần đầu đi sang đây đều nhờ các nhân viên ở đây điền hộ. Chi phí cho dịch vụ này thuộc dạng tùy hỷ, nhưng thông thường là từ 10.000 đến 20.000 đồng Việt Nam, tương đương khoảng 2.500 đến 5.000 ria Campuchia. Hiện nay, Campuchia có một casino quốc tế và một trường đá gà hoạt động hợp pháp ngay gần khu vực khẩu. Phần lớn các công ty du lịch tổ chức tour thường dừng lại cho du khách ăn trưa tại Svay Rieng, cách biên giới Việt Nam Campuchia chừng 40 km. Như vậy, tại đây bạn đã bắt đầu có thể thưởng thức các món ăn của người Campuchia. Thử một chai bia Angkor đi, hấp dẫn lắm chứ. Cũng như Việt Nam, Campuchia đang tiến hành xây dựng đường xuyên Á. Vì thế, thời điểm này, nếu du lịch bằng đường bộ, thì trên toàn tuyến đường gần 170 km từ cửa khẩu Mộc Bài đến Nam Giang, bạn sẽ phải chấp nhận sống chung với bụi. Nhưng bù lại, bạn có thể thưởng thức những kiến trúc chùa đền khá lạ mắt so với Việt Nam. Nhất là được thưởng thức ngọn gió mát lành tại bến phà Niết Lương. Một số công ty du lịch ở thành phố có tour đi Campuchia 3 ngày bằng đường máy bay với vé trọn gói từ 400 đến 500 đô la. Nếu so với các tour đi Thái Lan 7 ngày 6 đêm thì giá tham quan Campuchia đắt hơn rất nhiều. Hiện nay, nơi có giá khá mềm để thực hiện tour này có lẽ là công ty dã ngoại Lửa Việt và Hoàng Mỹ. Cả hai đơn vị đều tổ chức tour bằng đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài. Lửa Việt có chương trình Đế Thiên Đế Thích Quyền Bí với thời gian 5 ngày 4 đêm. Cả hai công ty đều có thiết kế tour giống nhau, ở Nam Giang 3 ngày trong các nhà trọ máy lạnh, máy nước nóng. Du khách được tham quan Hoàng Cung, Chùa Vàng, Chùa Bạc, Nhà Bảo tàng Quốc gia,
tượng đài độc lập và ngắm sông bốn mặt. Ngay đầu bến phà, người dân Campuchia còn dựng hẳn tượng thần Lỗ Ban. Trên tay thần cầm đũa thứ đồ nghề. Đây là vị thần hiện thân của nhân dân lao động. Họ tin rằng một khi làm nhà cửa mà không được thần lao động giúp đỡ thì không thể nào xây xong ngôi nhà. Dân nhậu có thể tranh thủ để thử những món ăn dạo khá nổi tiếng ở đây, như dế cơm xào dầu chẳng hạn. Thử một lần cho biết. Dế cơm được bán theo đơn vị lon sữa bò, mỗi lon 1.000 ria. Còn người kỹ tính thường thích mua một mớ hạt sen để ăn dặm cho chặng đường còn lại. Nếu bạn đi du lịch thì đi vào mùa lạnh và khô thì phù hợp hơn. Nhưng vào mùa mưa thì lại dễ thực hiện những kế hoạch đi khắp nơi trên nước này. Cầu Sài Gòn là chiếc cầu khá lớn, đánh dấu địa phận thành phố Nam Giang. Đến đây, bạn coi như là đã kết thúc chặng đường gian khổ suốt gần một ngày. Bao nhiêu mệt mỏi hầu như tan biến. Nam Giang rực rỡ ánh đèn kia rồi. Có thể thấy phần lớn kiến trúc của các khu dân cư trong thành phố giống như kiến trúc của khu chợ lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những dãy nhà liên kế, cấu trúc hình hộp. Ở trung tâm thành phố có một khu Tây Ba Lô giống như khu Phạm Ngũ Lão ở Việt Nam. Nơi đây là trạm trung chuyển và cung cấp đầy đủ các thông tin cho du khách. Capitol Tour hoạt động giống như Sinh Cà Phê ở Việt Nam. Đó là đơn vị kinh doanh du lịch tư nhân hoạt động rất hiệu quả và được khách du lịch khắp nơi biết đến nhờ các dịch vụ hỗ trợ kèm theo như nhà trọ, visa, đặt vé, thuê xe, ăn uống với giá rất mềm. Bữa cơm đầu tiên tại Nam Giang, đói bụng ăn rất ngon. Cách nêm nếm gia vị cũng tựa tựa như Việt Nam. Có lẽ ông chủ nhà hàng này gốc người Hoa. Bia Angkor, đặc sản của Nam Giang, mùi vị đậm đà, nồng độ nhẹ hơn bia 333 của Sài Gòn. Chúng ta đi dạo một vòng với Nam Giang về đêm. Gió từ bờ sông thổi lên mát lạnh. Xe chạy ngược chạy xuôi nhộn nhịp, nhưng không rầm rộ náo nhiệt như ở bến Bạch Đằng. Các nhà hàng đã lên đèn sẵn sàng đón khách. Cách trang trí mặt tiền trông cũng khá hấp dẫn. Nam Giang cũng có các nhà hàng trên tàu. Du khách có thể vừa ăn vừa khiêu vũ và thưởng thức vẻ đẹp của thành phố Nam Giang nhìn từ ngoài sông. Qua cầu Chu Chang Qua, chúng ta sẽ bắt gặp một quần thể các nhà hàng. Các nhà hàng ở đây có mặt bằng rất rộng, kiểu dáng trang trí và cung cách phục vụ đều khác nhau, khiến cho thực khách không thể không đến thưởng thức dù chỉ một lần. Chiêu thức tiếp thị luôn luôn đổi mới, đặc biệt các cô tiếp viên trẻ đẹp và phục vụ tận tình. Chúng ta hãy ghé vào một nhà hàng ca nhạc có hình các ngôi sao ăn khách trên pano quảng cáo. Nhà hàng có tên là Henley. Nhìn cảnh quan bên ngoài, chúng ta cũng đoán biết rằng người chủ gốc Qua này đã làm ăn phát đạt. Này, hãy hưởng một chút sự thi vị của âm nhạc và nét trẻ trung của vũ công.
Xin chào buổi sáng đầu tiên của Nam Giang. Nơi đây làm sao ta quên được món ăn điểm tâm mang tên thành phố này? Đố các bạn gì chứ món gì? Đối diện chợ Orosei có một tiệm hủ tiếu nổi tiếng được nhiều người biết đến. Có chứng kiến cách thức pha chế nêm nếm, ta mới thấy quả là danh bất hư truyền. Ngoài nồi nước lèo chất lượng, còn có tôm gan, cật, thịt nạc bầm, thịt nạc miếng. Còn cộng hủ tiếu thì có loại mềm, loại dai, loại trong, loại đục, thật đa dạng. Ăn hủ tiếu Nam Giang đúng cách phải có đầy đủ. Nào là bánh giò cháo quẩy, ớt hiểm ngâm giấm, nước chấm pha chế đặc biệt, một chút chanh và giá sống. Bánh bao là món không thể thiếu trong các tiệm hủ tiếu. Bánh bao ở đây vừa tầm, không to như Hồng Phát ở Sài Gòn. Tôi tin rằng khi bạn ở Nam Giang bao nhiêu ngày thì bạn đến đây bao nhiêu lần. Chắc các bạn ngạc nhiên lắm vì thấy loại xe này còn lưu thông trên đường. Tuy mất vệ sinh nhưng nhìn cũng ngộ ngộ vui mắt ha. Nam Giang có rất nhiều chợ, như chợ Lớn Mới, chợ Orosei, chợ Olympic, giống như chợ Sài Gòn, chợ Lớn Mới, chợ Bà Chiểu của Việt Nam. Nếu quan sát kỹ, ta sẽ phát hiện một điều là trên đường phố Nam Giang, xe hơi nhiều hơn xe gắn máy, vì giá xe ô tô quá rẻ. Vài ngàn đô la đã có một chiếc xe hơi loại tốt. Hãy vào tham quan một chợ, vì nơi đó ta có thể hiểu thêm về sinh hoạt, mức sống hoặc phong tục tập quán của người dân bản xứ. Bước vào chợ, ta gặp ngay gian hàng bán máy điện tử gia dụng, và vào thẳng bên trong là các gian hàng bán băng đĩa nhạc. Tôi có ý định mua vài đĩa CD âm nhạc truyền thống Campuchia nên bước vào ngay. Công nghệ CD, VCD Campuchia chưa phát triển lắm nên mặt hàng còn ít. Karaoke có lẽ là món ăn tinh thần được chuộng nhất ở thành phố này, vì đi đến đâu cũng nghe họ hát karaoke. Ồ, kia rồi, có chữ Việt Nam. Tân nhạc, cổ nhạc, cải lương đủ hết. Theo lời người chủ hàng thì đây là những mặt hàng bán chạy. Nghe câu giọng cổ ở giữa Nam Giang, nó ngộ làm sao á. Lâu lắm rồi mới được thấy cảnh sàn gạo. Hạt gạo ở đây cũng trắng, cũng thơm, giống như... À, vì cùng là những nước nông nghiệp với nhau mà. Khi vào đến khu hàng ăn, hãy thưởng thức từng món ăn bạn nhé. Người ta gọi đây là hàng cháo lòng ông Mập. Ông chủ hiền hòa dễ tính nên được nhiều người thích. Nhưng có lẽ họ sẽ thích món cháo hơn, vì nhìn vào mâm thịt thì sẽ biết chất lượng nồi cháo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mì xào với trứng ăn ngay tại chỗ cũng rất hấp dẫn. Người dân Nam Giang có thói quen ăn nóng ngay, ít khi nào họ ăn nguội. Cơm gà, cách thức chế biến và trang trí trên đĩa giống như cơm gà Hải Nam. Bánh đúc, bánh hẹ, loại bánh xuất xứ từ Trung Quốc, du nhập theo cộng đồng người Hoa khắp nơi trên thế giới. Bánh được chiên với dầu, bên trong có nhân trộn củ sắn và thịt, vừa giòn vừa béo, ăn thật ngon. Còn món ăn này có lẽ từ Việt Nam qua, đó là chả giò chiên, nhưng có cỡ lớn hơn, bánh xèo, cứ nhìn vào thì khác biết. Nhưng ở đây, bánh xèo bỏ trong tô và dặn bún lên, không phải ăn mâm như ở Việt Nam. Nem nướng được vắt thành sâu, đặt trên lửa than thật hấp dẫn. Ồ, có cả bị cuốn nữa. Hỏi ra mới biết, bà chủ 100% là dân Campuchia, không biết tiếng Việt. Gà nấu miếng, loại bún miếng gà mà ta thường thấy ở Việt Nam, cũng được chế biến rất hấp dẫn, bắt mắt. Phải tìm món gì đặc biệt Campuchia chứ. Kia rồi, chính hiệu là món bún năm bò chóc xin da. Nhìn thấy màu sắc và mùi vị hấp dẫn phảng phất là nhận ra ngay, vì tôi đã có lần ăn ở khu Việt Kiều hồi hương đường Lý Thái Tổ, Sài Gòn. Thử xem nước mía ở đây có gì đặc biệt. Ngon, mía ở đây ngọt thanh. Bọn ơi, cho một ly cà phê sữa to go. Ý quên, người ta đâu có biết tiếng Việt. Nhưng không sao, chỉ cần nghe chữ đầu và chữ cuối cộng với ngón tay của bạn chỉ vào thì họ sẽ hiểu. Thức ăn ngọt thì vô kể, tên Việt, tên Tàu, tên Tây, tên Miên đủ thứ. Bạn thích món nào thì cứ việc sử dụng ngôn ngữ quốc tế mà chỉ vào. Vì là xứ nhiệt đới nên trái cây các nước Đông Nam Á đều giống nhau, nhưng cũng phải xem cho biết họ có gì. Người Campuchia rất thích màu sắc nên trang trí hoa lá sặc sỡ được họ ưa chuộng trong các dịp lễ hội. Được thiên nhiên ưu đãi có biển hồ rộng lớn, nguồn thủy sản Campuchia phong phú và đa dạng. Khô, một sản phẩm không thể thiếu của đất nước chùa tháp này. Khô cá tra, khô cá lóc, khô cá rô, vân vân. Nhưng đặc biệt ấn tượng nhất là khô cá sấy. Cách sấy cá và phơi khô của người Campuchia với loại cá này thật độc đáo. Để khi thành khô được kết dính từng chè, ăn vào vừa béo vừa giòn, không có mùi tanh. Tuyệt nhất là khi trộn cùng với lá sầu đâu, ăn vừa nhân nhẫn vừa bùi. Đến gian hàng cá sống để các bạn tận mắt chứng kiến sự tươi ngon của các loại thủy sản này. Mời các bạn vào một vòng để cùng sắm vai người nội trợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi chắc rằng các bạn không dám trả giá đâu. Nhưng đừng lo, họ không có thói quen nói thách. Do dư giả nguồn hải sản nên ngoài việc làm khô, người ta còn chế biến mắm. Có rất nhiều loại mắm khác nhau. Đây là mắm bò hốc, nguyên liệu chính của món bún năm bò chốc, tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn nổi tiếng Campuchia. Các loại mắm bò ốc chao, mắm cá lóc, mắm thái, mắm đu đủ, mắm dưa chuột, vân vân. Mỗi loại, mỗi vị, mỗi mùi khác nhau. Đây là nguồn thực phẩm dự trữ vô tận mỗi khi có hạn hán lũ lụt. Gia cầm được người Campuchia phát triển rất nhiều. Vì ở vùng nông thôn, người ta cất nhà sàn phía trên thì ở, còn diện tích phía dưới dành cho việc chăn nuôi. Giá tiền gà vịt vô cùng rẻ. Phía sau chợ có một khu chuyên bán heo quay. Mua nguyên con hay lẻ đều dễ dàng. Ồ kia rồi, trái châm. Loại trái đen ăn tím miệng mà hồi nhỏ đi học mua về ăn, lè lưỡi nhát ma mấy đứa nhỏ cùng xóm. Tỉnh Nam Giang, chúng ta phải dành thời gian để thăm viếng Hoàng Cung, địa điểm không thể thiếu trong một tour du lịch. Hoàng Cung tọa lạc trước một quảng trường lớn nhìn ra bờ sông. Nơi đây, người dân địa phương quen miệng gọi là Thành Vua. Bây giờ, mời các bạn cùng tham quan. Cung điện của nhà vua được xây dựng hai lần. Lần thứ nhất vào năm 1434, Hoàng Cung được vua Pun Se Nháp Ao Đông, một địa phương nằm về phía bắc Nam Giang. Lần thứ hai xây dựng lại từ năm 1866 cho đến nay. Hiện Hoàng Cung nằm dọc theo đại lộ Sotiros. Hoàng Cung còn được gọi là Pret Boram Ritvan Chadomut Mongkut, có nghĩa là nơi hội tụ của bốn con sông: thượng nguồn sông Mekong, dòng Tông Lê Sáp, hạ nguồn sông Mekong và dòng Tông Lê Bát Sát. Khu vực Hoàng Cung dài 435m, rộng 402m, được hoàn toàn che kín. Bức tượng cao màu vàng được trang trí bằng những đường cong, được xây lại từ năm 1870 dưới thời vua Norodom. Tất cả các cung điện trong khu vực này đều được Ót Nha Tenemit Mark, một kiến trúc sư hàng đầu của Campuchia, thiết kế theo kiến trúc truyền thống của dân tộc Khmer. Đa số đều biểu tượng cho sự thịnh vượng. Đã có những sự thay đổi về vật liệu xây dựng, từ gỗ chuyển sang bê tông, nhưng kiến trúc gốc vẫn được duy trì và giữ nguyên. Bên trong hoàng cung là hai bức tượng của hoàng thân Nonivong và hoàng hậu Sihavat, ông bà của hoàng thân Norodom Sihanouk. Bên cạnh kiến trúc cổ Khmer, nổi bật lên một kiểu kiến trúc đặc trưng châu Âu, sự tương phản rõ nét nhưng hài hòa và thú vị. Thì ra đây là căn nhà phục chế lại theo mẫu của Napoleon Đệ Tam, do nhà nước Pháp tặng cho ông Norodom Sihanouk vào ngày 20 tháng 11 năm 1991. Bên trong có các hiện vật phục chế y theo mẫu rất tinh xảo.
hoàng cung được giữ gìn và tôn tạo như một báu vật quốc gia, nơi con cháu thần dân nhà vua đến chiêm ngưỡng và hướng vọng vì dân tộc. Chùa Vàng, Chùa Bạc chỉ là một cách gọi, bởi tên chính thức của ngôi chùa này là Chùa Bạc. Người Campuchia gọi là Wat Krit Keo Morokat. Sở dĩ được gọi là Chùa Vàng, Chùa Bạc vì toàn bộ sàn được lát bằng 5.329 viên gạch bằng bạc, mỗi viên nặng 1,125 kg. Trong ngôi chùa này có một tượng Phật nặng 90 kg vàng rồng, được trang trí khắp người với 2.086 viên kim cương đủ kích cỡ, mà các viên lớn nhất bằng ngón tay cái, được dùng để gắn lên đôi mắt, trán, lòng bàn tay và trước ngực. Phía sau chùa có một mô hình Angkor Wat bằng đá thu nhỏ rất tinh xảo. Huy hiệu trên lá cờ hoàng gia biểu hiện sự tự hào và uy quyền của hoàng tộc. Có những chiếc tháp được chạm trổ, đục đẽo tinh vi. Mỗi bảo tháp đều gắn với lịch sử phát triển của đất nước Campuchia. Trong khuôn viên hoàng cung, bạn có thể tham quan nhà bảo tàng hoàng gia gồm rất nhiều hiện vật, tranh ảnh của nhiều đời vua Campuchia. Những di vật hoàng gia còn lưu lại đến nay như chiếc kiệu trên lưng voi hoặc chiếc ghế ngồi của đức vua. Ngôi nhà sàn truyền thống của người Khmer, và nơi đây bạn có thể ngắm nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp biểu diễn nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Rời hoàng cung, chúng ta đi xe đến giếng đài Độc Lập, một biểu tượng đẹp ở thủ đô Nam Giang. Tượng đài này được xây dựng từ năm 1958, đánh dấu ngày đất nước Campuchia thoát khỏi ách ngoại xâm. Tượng đài được thiết kế bốn mặt giống nhau. Từ đài Độc Lập đi đến bờ sông, cảnh quan đường phố thật là thông thoáng và đẹp mắt. Mỗi chiều, nơi đây là chốn hội tụ của các gia đình công chức. Sau một ngày làm việc, họ đến để hóng gió, ăn uống, tán gẫu. Đặc biệt, nơi đây không có vật gì ngăn ngang tầm mắt họ. Sông phía trước có tên là sông Bốn Mặt, có lẽ tại vì nơi đây có các cửa sông giao nhau tạo nên. Nhìn những chiếc ghe xuôi về bến đổ, chợt nhớ mấy câu thơ của Tú Xương: sông kia rầy đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai. Năm, 10 năm sau hay lâu hơn nữa, liệu khúc sông này có còn là sông không? Cuộc sống dưới nước, trên bờ cũng bình lặng như nhau. Người trên bờ ngồi nhìn cuộc sống bình dị dưới nước, người dưới nước khẽ nhìn cuộc sống xáo động trên bờ. Không biết trong mỗi gia đình ai hạnh phúc hơn ai. Thích nhất có lẽ là được ăn vặt nơi này. Bò viên chiên từng sâu hấp dẫn, nhai vừa nóng vừa dai, chấm tương đen ớt đỏ.
hột vịt lộn úp mề, muốn con nhỏ con lớn đều có. Người mua kẻ bán nói chuyện vui cười rôm rã. Nếu bạn đói bụng thì để tôi tìm món khác. Kìa rồi, anh bạn tôi đã đến trước một bước. Món gì đây? Đặc sản. À, bún năm bò chóc chính hiệu. Nè, một tô nha. Thấy không, nồi ủ bằng lá sen nha, mùi thơm bốc lên tận mũi. Xin mời. Còn anh này, mua gì đây? À, đậu phộng luộc. Sen, phải mua sen nữa. Hạt sen ăn rất tốt. Các đó sen được kết lại với nhau rất đẹp mắt. Giá vô cùng rẻ, chỉ khoảng vài ngàn đồng Việt Nam. Còn đây là hạt sen luộc, ăn có vị khác so với ăn tươi. Trời hoàng hôn, cảnh quan trên sông trở nên trầm mặc và quyến rũ. Có một món ăn độc chiêu mà tôi cho rằng bạn ăn một lần sẽ thích. Nhìn xem nha. Đó là gỏi đu đủ, rau muống và ba khía. Nhưng nhìn cách pha chế mới thật là độc đáo. Đây là một trong hai thời khắc đẹp nhất trong ngày. Sự chuyển dịch từ ngày qua đêm. Cái mái cong của nét kiến trúc Khmer như chuyển động theo vũ điệu của thần Apsara. Đối diện với khách sạn Cambodia là Casino Naga, một sòng bạc nổi trên sông. Mọi người đều có thể đến đây chơi hoặc tham quan cho biết, trừ người mang quốc tịch Campuchia. Cấp cứu ư? Không, đó chỉ là những xe bắp rang, họ gắn đèn xoay để gây chú ý. Còn gì thú vị bằng ngồi trên xe hơi đi dạo quanh vừa nhai bắp rang? Bánh ngọt được bán trên những xe tải nhỏ được thiết kế làm cửa hàng. Đường phố lên đèn. Hãy đi dạo một vòng bằng xe gắn máy. Các công sở nằm dọc bờ sông đều được trang trí đẹp mắt. Trước thành vua có nhà thủy tạ cạnh bờ sông rất đẹp. Hôm nay, hoàng cung rực rỡ với muôn ngàn ánh đèn, một biểu hiện niềm vui của hoàng gia. Phía trước quảng trường là chân dung của vua và hoàng hậu. Người dân Campuchia rất kính mến đức vua. Họ dành hết tình cảm cho vị cha của dân tộc này.
cuộc sống của người dân Campuchia an bình hơn sau bao năm loạn lạc. Điều đó thể hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười. Càng về đêm, thành phố càng nhộn nhịp, xe chạy chật đường, mới thấy hết sự hồi sinh của một thành phố mà trước đây gọi là thành phố chết. Bên cạnh câu lạc bộ Planet, có một địa điểm bán gà nướng mà bất cứ người sành ăn ở Nam Giang đều biết tiếng. Gà ở đây được ướp tẩm gia vị, đặc biệt vừa miệng, do đó rất được thực khách ủng hộ. Ở Nam Giang cũng có hệ thống siêu thị hiện đại như siêu thị Lucky, nơi đây có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như ở các nước Âu Mỹ. Nam Giang có rất nhiều nhà hàng ca nhạc sống với nhiều ca sĩ trẻ đẹp và ca hay. Chúng ta hãy vào nhà hàng Sang Hy để nhâm nhi vài chai bia và thưởng thức âm nhạc, thư giãn tinh thần. Sáng nay, chuẩn bị đi Siem Reap để xem di tích Angkor. Phải ăn cho no trước khi lên đường, theo lời khuyên của người hướng dẫn, vì phải đi thời gian dài trên tàu cao tốc. Các anh bạn Tây Ba Lô thủ sẵn vài ổ bánh mì. Mọi người lên xe để được đưa đến bến tàu. Bờ sông Tonle Sap vào mùa nước cạn nên nhìn xuống sâu hun hút. Các chuyến cano cao tốc đang chờ sẵn. Vì nước cạn nên phải đi tàu nhỏ thay vì dùng tàu cánh ngầm loại lớn chở 70-80 người. Cuộc hành trình bắt đầu, bước xuống cầu thang, bạn sẽ chứng kiến cảnh Tây ta hăm hở ba lô căn phòng đầy ắp như các chiến sĩ xung trận. Chào ơi, bến tàu cao tốc buổi sáng sao mà đông đúc thế? Toàn khách người ngoại quốc. Hình như họ chẳng cần gai tua gì cả. Họ vác trên vai gần như cả một gia tài di động. Dù lịch bụi có khác, không rườm rà.
Dân Tây thích ngồi trên mui tàu vì vừa thoáng mát, vừa ngắm nhìn phong cảnh. Họ thích được phơi nắng, còn dân ta thì chui tuốt vô hầm vì sợ đen. Tôi cố gắng leo lên mui, liều một phen. Kia rồi, vịnh chắc tàu rời bến. Chào nhé Nam Giang, hẹn ngày gặp lại. Chuyến ngao du trên ốc tàu cao tốc 200 sức ngựa bắt đầu. Kia rồi, chiếc cầu của tình hữu nghị Nhật Campuchia. Choi Chang Va dắt ngang qua dòng Tonle Sap. Cả thế giới như thu gọn lại trên bon. Mọi quốc tịch, mọi màu da, ranh giới như được xóa hết. Chỉ còn lại một mục đích: đi và khám phá thế giới huyền bí của Angkor. Nếu bạn đi Siem Reap bằng đường bộ, nhất định bạn phải vượt qua chiếc cầu này. Đó là chiếc cầu được xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản dành cho nhân dân Campuchia sau cuộc nội chiến ác liệt từ những năm 78. Phía dưới cầu là con lộ Sisowatway hướng lên Bắc Tam Bang, chạy cặp theo bờ sông Tonle Sap. Gió, nắng và hơi nước sẽ làm cho bạn thích thú hơn, đặc biệt đối với những ai say mê tốc độ. Cảnh quan hai bên bờ đầy hấp dẫn và thay đổi luôn. Nước xanh quá, ước gì mình có thể nhảy xuống dãy dùng mặc sức. Bạn thấy không, ngồi trên tàu êm lắm. Du khách tha hồ vừa hóng gió, vừa uống bia, vừa có thể ngắm dòng Tonle Sap, ngắm những làng nuôi cá bè ven sông và thấy được sự bao la hiền hậu của biển hồ, của những người dân quê sống ven hai bên sông. Núi kia, tới rồi ư? Chưa đâu, mới có một nửa chặng đường. Bạn phải ngồi thế này 5 giờ đồng hồ mới đến. Ôi chao, lỡ rồi xuống không được. Làng bên sông thật thơ mộng, quyến rũ và thanh bình. Cuối mùa khô, nước biển hồ có nơi chưa qua đầu gối. Bạn thấy không, ngay cả những chú trâu hiền lành ngoan ngoãn cũng đứng dưới biển mà có hề gì đâu. Chào những người bạn ven sông. Ây cha, phong cảnh thật hấp dẫn. Nhưng nhìn con tàu cao tốc Angkor Express sử dụng 3 máy đẩy hiệu Yamaha với 200 sức ngựa, có đoạn phải uốn éo như con rắn trường hẳn lên mặt sình để vượt qua những đoạn này trông thật tội nghiệp. Biển hồ bao la, màu mỡ phù sa. Gọi là biển nhưng nước không mặn. Vì vậy, biển hồ không chỉ là một nhiệm vụ là điều hòa khí hậu, mà còn là nguồn cung cấp thực phẩm rất lớn cho người dân nơi đây và các nước khu vực lân cận. Con tàu nuốt hết 600 lít dầu đeo để đưa 40 khách đến trạm trung chuyển Praplei Tasum, một chiếc tàu nổi neo ở thượng nguồn dòng Tonle Sap. Chào ơi, giống cảnh đón khách ở sân bay quá. Mr. John, please. Vui như trảy hội chùa Hương. Coi chừng nha,
Có những cầu cây này có thể quăng bạn xuống sình như chơi nếu bạn dám xem thường nó. Nồi nào dung đó. Tại đây, du khách sẽ được chuyển qua những chiếc taxi thuyền mà tài xế thường là trẻ em để đưa vào bờ. Miễn phí cho khách còn giữ vé tàu. Nếu mất, mỗi người trả thêm 2.000 ria, tương đương nửa đô la Mỹ. Thuyền sẽ dễ mắc cạn khi vào gần bờ. Nhưng bạn đừng lo, các đại công ở đây đầy kinh nghiệm. Cảnh đón đưa cũng khá hấp dẫn. Cây cầu độc nhất được bắt để đưa khách vào bờ. Quá mảnh khảnh với số lượng người mà nó cõng trên vai. Không sao, đâu vào đó. Đoàn người lần lượt cứ thế mà vào, giống như đám rước của ngày lễ hội. Xe đã chờ sẵn, xin bác tài mở máy lạnh hết cỡ. Ok, thank you. Cứ việc nói búa xua. Và tiếp tục ngồi xe ô tô thêm một tiếng đồng hồ, ngang qua những cánh đồng sen bạc ngàn, mới vào trung tâm tỉnh Siem Reap. Vào mùa mưa nước lớn, bạn sẽ không phải mất quãng đường trung chuyển này mà được ghe chở thẳng vào Siem Reap. Kia rồi, Siem Reap, nơi được xem như là cố đô của Vương quốc Campuchia. 5 giờ đồng hồ ngồi tàu đi xe, ai không đói bụng? Vì vậy, còn suy nghĩ gì mà không chịu tấp vô đâu đó, dằn bụng cử trưa? Người ta nói muốn ăn ngon phải xuống bếp, vì thấy cảnh nấu nướng làm cho ta thèm và mau đói hơn. Có đầy đủ các món đặc sản mà tôi thích, mắm Thái, mắm cá trèn nè. Còn đây, chính hiệu mắm bò hốc. Nhìn là đã thấy thèm, nóng hổi vừa thổi vừa húp, đói mà, toàn đặc sản, bún nước lèo, mắm bò hốc. Nào, xin mời. Bữa ăn thịnh soạn, đủ các món, đặc biệt là món xà lô kaku, ăn rất ngon miệng. Hầu như ai cũng hài lòng với bữa ăn này. Siem Reap vừa cổ kính vừa hiện đại. Nhiều công trình đang được xây mới, chứng tỏ cho sức hồi sinh mãnh liệt của Campuchia. Chúng tôi đến ở tại khách sạn này vì theo người hướng dẫn nói rằng ông bà chủ ở đây rất dễ mến, quan tâm chăm sóc nhiều đến khách. Một ngày thú vị ở đế thiên đế thích quyền bí bắt đầu.
Chúng tôi vào chợ Xiêm Rẹp, một ngôi chợ nhỏ đặc trưng vùng quê. Phía ngoài có bán rất nhiều đồ lưu niệm, những vật phẩm mang nét đặc trưng của văn hóa Campuchia. Đồ cổ thật, đồ phục chế, làm sao phân biệt được? Tất nhiên du khách đến đây có thể tìm mua rất nhiều món đồ kỷ niệm cho chuyến đi này. Đồ mỹ nghệ thì khỏi phải nói, tượng thần Shiva, các tượng nữ đủ cỡ, tấm vải thổ cẩm với nhiều màu sắc hoa văn mang đậm bản sắc của người dân Khmer. Nếu không thích và muốn tìm mua một thứ đồ nhẹ hơn, du khách có thể tìm những bức tranh giấy đó. Buổi sáng Xiêm Rẹp thật mát mẻ. Công viên này, vườn hoa này xinh ra phết. Đẹp chưa? Những cánh sen lễ chùa cùng cầu nguyện những điều tốt lành cho người thân. Đấy, Xiêm Rẹp về đêm đâu có thua gì những thành phố lớn. Đêm Xiêm Rẹp lung linh ánh đèn màu, đủ loại khách sạn hạng sang. Thank you.
Vé tham quan chung cho khu đền Angkor chỉ có một giá duy nhất và chỉ dành cho người nước ngoài, 20 đô la một ngày cho một người. Người dân Campuchia miễn vé. Cô Sun Saimong, một trong những người bảo vệ đền Angkor Thom lý giải: đây là thành quả của cha ông chúng tôi để lại, nên con cháu mặc nhiên được thụ hưởng mà không phải mất tiền. Một lý giải rất dễ thương và đậm tính dân tộc. Quần thể Angkor Thom nằm trên khu vực rộng 145,8 hecta. Ở đây có đền Bayon nổi tiếng với nụ cười của đá. Đền Angkor Thom gần như bị tàn phá đến 60%, nhưng những gì còn lại, dù chỉ một phần rất ít, vẫn khiến du khách thán phục người xưa. Là đá, dân, đúng hơn chỉ là những khối đá, nhưng bàn tay người thợ tài hoa, những nghệ nhân thật sự mới có thể thổi hồn vào đá, chạm trổ hàng ngàn hàng vạn những nét hoa văn, những thần, hình thú, hình người, biến những khối đá vô tri vô giác cứ sừng sững trời cao, nhưng lại nói những lời rất nhân bản, rất người. Chiêm ngưỡng mà thẫn thờ đến không thể nói thành lời. Cũng như ở những nơi du lịch khác, nơi đây du khách có thể tìm mua cho mình một vài món quà lưu niệm cho người thân, cho mình sau chuyến đi. Những tượng Phật, những nhạc cụ truyền thống, những bức phù điêu chạm khắc trên đồng, trên đá, trên gỗ của người dân Campuchia. Từ tháng 7 năm 2000, khu đền trung tâm Phimianakas được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ 16, hiện đang được chính phủ Pháp phục chế với bức tượng hình Phật nằm, tay gối đầu, dài 74 mét, quay mặt về hướng Bắc.
có một so sánh nhỏ. Nếu vạn lý trường thành của Trung Quốc được nhân loại biết đến như thành quả của hàng ngàn hàng vạn lao động chân tay khiêng và xếp những khối đá tảng, thì kỳ quan Angkor chính là lao động của hàng ngàn hàng vạn những người thợ tài hoa, những nghệ nhân bậc thầy. Không có khối đá nào để trơn láng nhẵn nhụi. Có những khối đá chạm trổ tinh tế đến mức người ta không hiểu từ thời xa xưa những bậc nghệ nhân này đã làm ra nó, đã đục đẽo gọt giũa nó bằng cách nào. Câu trả lời không dễ dàng xác định. Chào, bạn có thích ban nhạc của chúng tôi không? Cứ nghe đi, chắc chắn bạn sẽ mê tiếc vì sự nhịp nhàng của cả bọn. Bọn tôi phục vụ miễn phí cho các bạn đấy. Nhưng nếu thương, các bạn có thể tặng cho chúng tôi một tràng pháo tay chẳng hạn, hay là một ít tiền lẻ vậy. Chúng tôi chẳng bao giờ theo quấy rầy hay là làm phiền các bạn khi tham quan khu vực này đâu. Hay chúng tôi nghiêm khắc lắm đấy. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chơi thử một loại nhạc cụ nào mà chúng tôi có, thì chúng tôi rất sẵn lòng. Bạn thấy không? Chỉ là những chiếc lon, những khúc gỗ thôi mà. Và đây nữa, một nhóm nhạc của những người khuyết tật. Họ không xin tiền, chỉ đàn hát vui vui và rất lịch sự. Không tin, bạn thử ghé chào xem. Bạn muốn học đàn, trống hay kèn? Xin mời. Bạn có bao giờ nhìn thấy một công trình nhân tạo nào có thể vác trên mình những gốc cây cổ thụ như thế này chăng? Vậy mà, bao nhiêu năm qua, đền Angkor mang trên mình những gốc cây cao to như thế này mà vẫn sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt. Thế mới biết tay nghề của người xưa tuyệt hảo như thế nào.
Từ Angkor Thom dòng về Angkor Wat, đương nhiên bạn nên chọn con đường đi ngang khu vườn khỉ. Trục đường này vừa có hồ, vừa có những chú khỉ thích chạy ra lề đường ngắm du khách để kiếm ăn. Trông chúng thật đầm ấm. Tình mẫu tử nào cũng khiến người ta cảm động. Không bị tàn phá như Angkor Thom, Angkor Wat, khu đền cổ rộng 210 hecta hầu như còn nguyên vẹn và là biểu tượng trên lá quốc kỳ của đất nước chùa tháp. Từ xa trông Angkor Wat như một khối tháp dính liền, nhưng đến gần nó là khối kiến trúc bậc thang của nhiều hình tháp nhỏ. Đỉnh cao nhất của nó đến 65 mét. Lên đây bạn có thể ngắm nhìn bốn phía, có thể nghe các nhà sư nói về lịch sử ngôi đền và chọn cho mình một góc riêng để chiêm nghiệm, thán phục tài hoa của những nghệ nhân xưa lưu lại trên từng phiến đá. Lúc mặt trời chìm xuống, ngôi đền như hiện cao thêm, vẻ huyền bí nơi đây càng thêm đậm đặc. Các nhà sư ở đây rất giỏi ngoại ngữ, bởi ngôi đền này hiện nay còn là trung tâm thực hành tiếng Anh cho rất nhiều nhà sư khác trong khu vực. Cứ chiều chiều, các sư đón xe về Angkor, vừa học vừa trò chuyện với khách nước ngoài. Đặc biệt, các sư cũng biết buồn và hút thuốc lá giải khuây. Đường lên đỉnh tháp cao là những bậc đá dựng đứng. Các sư đi dễ dàng như chơi, còn du khách thường phải cúi mình bước từng bước một. Bạn muốn thử không? Nào, bước!
thức nhé. 1, 2, 3. Quen rồi phải không? Đấy, từ trên tầng cao nhất này, bạn thử nhìn ra xa đi. Thật tuyệt phải không? Quang cảnh như là một hoàng thành, nhưng chớ thấy đẹp mà hồn bay phách tán. Nhớ lúc quay xuống phải cẩn thận đấy, trượt chân như chơi. Vẽ lại mới được. Một công trình văn hóa của cả nhân loại đâu phải dễ dàng được thừa nhận. Hình chụp thì không ăn thua, vẽ mới tăng phần giá trị. Đỉnh này, dòng thanh này, anh bạn họa sĩ này người Thái Lan rất yêu mến phong cảnh Angkor. Và đây nữa, phải làm một tour kỷ niệm ngày cưới của chúng mình đi. 1, 2, 3. Tuyệt vời, đám cưới ở đền Angkor. Thời đại mới nhưng họ không quên được nét dân tộc cổ truyền. Đẹp làm sao khi đám cưới có đến 3 cặp dâu rể phụ. Trông như 3 nàng tiên từ trong đá hiện ra. Nét mặt ai cũng hạnh phúc rạng ngời. Còn đây, những chiếc xe chở khách, toàn xe xịn không đấy. Nhưng chế ra đi chở khách đi dạo một vòng Angkor, 3 đô một giờ thôi. Không thích thì đi xe ngựa, giá cũng vậy. Chỉ cần quăng đồ xuống là xong ngay thôi. Không thèm xe ngựa thì cởi voi cho biết voi Campuchia ngoan ngoãn như thế nào. Chúng ta đã đến với một quả núi nhỏ, nơi có một ngôi đền cổ trên đỉnh. Mà ở nơi này, ta có thể ngắm toàn cảnh hoàng hôn của vùng đất Angkor. Bạn có thể lội bộ leo lên để thử sức bền, hoặc mua vé đi voi dòng theo quả núi lên đỉnh. Bùng trong sông chân non bàn tay, ôn bàn tay, ôn bàn tay, kè con kè cánh nhai bóng măng kê chom chai. Bùng sông cai ôn ta bàn tê, ta bàn tê, ta bàn tê, sông kèn kê xe ôn phong đai nà cho này. Bàn dô phèn chung phèn chật nà hà, cách lênh tràn trai hà tôn mê tênh măng. Ôi, ngồi trên lưng doai sao mà cao thế kia. Hồi hộp nhưng thích lắm. Không tin thì mời bạn. Ngồi trên lưng voi cũng thú vị lắm chứ. Cứ y như là một hoàng thân nào đó trong hoàng gia đi săn bắn. Cùng ngóng ngó, cùng thương ngóng ngó, cùng
phương ngon ngô bóng hong vô tạm hong vô xây xây ngon ngô bóng rất vô chất xây đánh nhằm bóng rất vô chất ôi cái đánh tạm chất bất ôn trò lạnh nơi đây có truyền thuyết cho rằng còn in dấu chân tiên du khách cúng tiền bỏ vào để cầu được phước. Này, anh Nài Voi ơi, đi gì nhanh thế? Mới đi một vòng mà hết tiền rồi sao? Thông cảm nha, Voi này đi theo quy định. Bà muốn đi lâu hả? Thì trả tiền thêm, Voi sẽ đi thêm, khó gì? Cho chanh chanh nâng xong rõ vô mình buông trong sông chén ôn văn tênh ôn văn tênh ôn văn tênh kè con cài cái nhai bóng măng kê trong chai buông sông cài ôn ta ban tê ta ban tê ta ban tê sông tiếng cây sài ôn phong đai mẹ cho này cùng ngọng ngô cùng phương ngọng ngô cùng ngọng ngô cùng phương ngọng ngô bóng hong vò tạm hong vò say. Có rất nhiều người đến đón hoàng hôn, dù phải khó khăn lắm mới lên được đến đỉnh. Bỏ ra một ngày quần trong khu rừng nguyên sinh trong mùa, ve kêu đến ù tai, đối mặt trước những nét hoa văn, những vũ công apsara, những hình thù kỳ dị được chạm khắc một cách kỳ công. Ở đền Angkor, rất nhiều du khách đến đây có cùng tâm trạng, thấy được hết, sờ được hết, nhưng vẫn không hiểu được, dù chỉ một phần ngàn, rằng người xưa đã làm ra nó bằng cách nào. Câu trả lời vẫn cứ bí ẩn như nụ cười của gương mặt đá ở đền Bayon, một kỳ quan của nhân loại. Gặp lại anh chàng Thái Lan, sự tao ngộ giữa hai họa sĩ của hai quốc gia Thái Lan, Campuchia. Nơi đây, bạn có thể nhìn thấy tận biển hồ. Hoàng hôn buông dần, thật sự trùm phủ lên đế đô Angkor hùng vĩ. Hôm nay, đám mây mù đã che khuất cảnh mặt trời lặn cuối chân trời. Nhưng tôi tin rằng lần sau tôi đến, sẽ chụp được một vô hình thỏa nguyện. Bữa ăn tối giả biệt Angkor, giả biệt đế thiên đế thích kỳ dĩ. Đã đến lúc chia tay với Angkor, bạn nên đặt vé trước ở khách sạn nơi bạn nghỉ, và đêm ấy bạn thử ghé cơ sở vật lý trị liệu của hội người mù tỉnh Siem Reap để tẩm quất cho gân cốt phục hồi. Ở đây một suất tẩm quất giá $3 cho một giờ đồng hồ. Sáng sớm hôm sau, du khách tranh thủ ăn sáng hoặc gặm một khúc bánh mì để đi ngược ra bến sông.
những chiếc xe chở khách du lịch từ trung tâm tỉnh Lị Xuyên ngược ra. Buổi sáng ở đây rất nhộn nhịp. Những chuyến cá đánh đêm qua được chuyển lên cho các chủ hàng. Rệp từ từ lùi xa, nhưng dấu ấn về một ăn co hùng chỉ vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí của du khách. Người ta có thể đến Xiêm Rệp bằng đường không, đường bộ và đường thủy. Đường không tuy chỉ mất gần một tiếng đồng hồ, nhưng giá vé hơi đắt, toàn bộ chi phí gần $100, nên không được dân du lịch ưa chuộng. Đường bộ giá rẻ nhất, nhưng đường xá rất xấu, vừa mất thời gian, đến 11 giờ đồng hồ, vừa mệt mỏi, nên cũng ít người chọn cách này. Đường thủy, đi bằng tàu cao tốc, chạy ngược dòng Tonle Sap ngang biển hồ, giá vé vừa phải, $25, lại vừa êm vừa mát, và chỉ mất 5 tiếng đồng hồ, nên đại đa số khách du lịch đều chọn phương án này. Thông thường giá được phân phối ở Capitol Tour. Buổi sáng, 6 giờ xe đến đưa du khách ra bến tàu cao tốc nằm trước quảng trường sông bốn mặt. Về đến Nam Giang, sau khi nhận phòng, chúng tôi tìm đến một khu ăn uống nằm ở gần bờ sông Bốn Mặt. Nơi đây có bán đầy đủ các món ăn. Tôi chọn một hàng ăn, không biết vì món ăn ngon hay nét đẹp dễ thương của cô bán hàng, mặc dù tôi cũng là phái nữ. Mì nuôi xào thịt, món dễ ăn mà rẻ tiền. Nhìn cách thức nấu ăn của cô gái, tôi nghĩ chắc là chuyên nghiệp lắm trong việc bếp núc. Ăn mì có ớt cay cay, uống vào một ly sinh tố trái cây thì còn gì thú vị. Cái lạ ở đây là món gì cũng có trứng gà. Rời Nam Giang, chúng ta qua cầu Sài Gòn để về lại Việt Nam. Bạn có thể đi máy bay từ phi trường Pochentong về đến Tân Sơn Nhất nhanh hơn nhưng đắt tiền. Tôi lại chọn đường bộ vì muốn nhìn lại những kỷ niệm mấy ngày qua trên đất nước chùa tháp dễ mến, hiếu khách này. Xe lại đến bến phà Niết Lương. Cũng dẫn bến xe, ấn tượng nhất lại là những chiếc xe lôi, tuy nhỏ con nhưng sức tải tuyệt vời, chở được nhiều người. Xe người xuôi ngược, bán buôn rộn rịp.
Tôi muốn giữ lại phút giây này lâu hơn để hòa nhập với sự hồi sinh của một dân tộc đã chịu nhiều mất mát. Tôi tin rằng lần khác bạn đến đất nước này sẽ êm ái trên đường đi, vì đường xuyên Á giữa các nước Thái Lan, Campuchia, Việt Nam đã khánh thành. Và êm ái trong tâm hồn vì cách cư xử chân tình, đôn hậu của người dân đất nước Chùa Tháp.